Đỗ Anh Luân xin kính chào quý khách. Hôm nay ngày 18 anh nhỉ? Hay ngày 8 tháng 11 năm 2016, Đỗ Anh Luân đến tham quan phòng của khách nhà anh Sơn và gia đình nhà anh Sơn và cùng hai bác ở Quảng Linh về tham quan bộ bàn ghế phòng khách nhà anh Sơn để đặt theo bộ bàn ghế y như thế này. Cột 12 gồm có 6 món và thêm hai đôi nhỏ là 8. Đây là bác chủ nhà, bố của anh Sơn. Đây là hai bác ở Quảng Linh và xem tham quan bộ ghế cột 12 và yêu cầu Đỗ Thị Luân làm giống y như bộ này. Không khác thế nào à? Quay bác cái tủ rượu đẹp quá. Trên video clip quý vị đã xem trên màn hình nên là anh Sơn đây. Cái đồ thật đẹp. Đối với xin kính chào quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị những video clip sau. Ở đây là bộ bàn ghế Minh Quốc Nghê gồm có 6 món, cột 12, gỗ hương vân đỏ Nam Phi. Hai bác khách hàng ở Quảng Linh về yêu cầu Đỗ Anh Luân làm giống y như bộ này. Bộ bàn ghế Minh Quốc Nghê của gia đình anh Sơn ở Hạ Lý, Hồng Bàng, Hải Phòng. Toàn bộ bộ này chúng tôi làm rất là kỹ, chọn gỗ toàn bộ là liền và yếm vén rất là đẹp. Đỗ Anh Luân xin kính chào quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị những clip sau. Nóng nước đẹp, chưa có xin. Cái nồi gỗ mộc mang lên nóng nước sáng đi.